9. Định tánh thanh văn. Lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Dạ. Lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Lại nữa, hành giả, người đang tu tập quán chiếu đã quan sát cùng tột tánh không của hành ấm, đã chấm dứt bản chất phát khởi ý niệm sinh diệt, nhưng chưa hoàn toàn được tính tinh diệu viên mãn của sự tịch diệt. Nơi căn mạng sáng tỏ, phân biệt cái tinh thô, quyết đoán cái chân ngụy, sự báo đáp lẫn nhau của nhân quả, chỉ cầu cảm ứng, ngược với đạo thanh tịnh, nghĩa là chỉ thấy khổ đế, dứt trừ tập đế, chứng được diệt đế, tu đạo đế. Nơi diệt đế đã yên, không tiến thêm nữa, rồi cho đây là thù thắng, thì người ấy sẽ rơi vào hàng định tánh thanh văn, thành bè bạn của hàng vô văn tăng thượng mạng, mê mờ tánh bồ đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. Dạng, nơi căn mạng sáng tỏ, phân biệt cái tinh thô, quyết đoán cái chân ngụy, sự báo đáp lẫn nhau của nhân quả, chỉ cầu cảm ứng, ngược với đạo thanh tịnh. Trong sự hiểu biết hảo huyền về sinh mạng, hành giả phân biệt cái tinh thô, anh ta phân biệt rất kỹ giữa cái tinh anh và thô ráp, xác định cái chân ngụy. Anh ta quyết đoán cái gì chân xác, cái gì giả ngụy, nhưng chỉ để tìm cầu sự cảm ứng báo đáp lẫn nhau giữa nhân và quả. Anh ta chỉ tìm cầu sự thù đáp lẫn nhau của nhân quả, cầu mong sự cảm ứng sẽ có được từ nhân quả, nên hành giả đi ngược với đạo thanh tịnh. Nghĩa là chỉ thấy khổ đế, dứt trừ tập đế, chứng được diệt đế, tu đạo đế, nơi diệt đế đã yên, không tiến thêm nữa. Thấy khổ đế có nghĩa là hiểu rõ về cái khổ. Khổ đế gồm có 3 thứ khổ, 8 thứ khổ và vô lượng thứ khổ. Tập đế là nói đến tất cả mọi thứ phiền não. Diệt đế liên quan đến việc tu đạo. Chứng được diệt đế có nghĩa là đạt được quả vị diệu lạc của Niết Bàn. Đạo đế là con đường, phương pháp tu tập, đó là ý nghĩa của biết khổ, diệt tập, chứng diệt và tu đạo, thì hành giả dừng nghỉ hẳn nơi diệt đế, không tiến thêm nữa. Khi đã đạt đến diệt đế, anh ta dừng lại, không chịu tiến tới nữa. Rồi cho đây là thù thắng, thì người ấy sẽ rơi vào hàng định tánh thanh văn, thành bè bạn của hàng vô văn tăng thượng mạng. Nếu hành giả cho đây là nơi thù thắng, nếu anh ta sinh khởi một loại kiến giải điên cuồng và duy lý và cho đó là thù thắng, thì sẽ rơi vào hàng định tánh thanh văn. Định tánh thanh văn là gì? Chúng ta đã nghe giảng từ trước rồi. Đó là người không chịu hồi hướng quả vị nhỏ về quả vị lớn. Anh ta trở nên sớm hài lòng một cách vội vàng và không muốn tiến thêm nữa. Thành bè bạn của hàng vô văn tăng thượng mạng, anh ta cũng mê muội như tỷ khưu vô văn, lầm tưởng tứ thiền là quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Anh ta thành bè bạn với những người như thế, mê mờ tánh bồ đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. Đây là dạng thứ 9, viên mãn tâm tinh ứng, thành cái quả thú tịch, trái xa tánh viên thông, ngược với đạo Niết Bàn, làm sinh khởi giống triền không. Dạng, đây là dạng thứ 9, viên mãn tâm tinh ứng, thành cái quả thú tịch. Dạng thứ 9 là tâm thích hướng về quả tịch diệt, do căn cứ vào cái tâm viên mãn, mong cầu cảm ứng. Trái xa tánh viên thông, nên hành giả trái xa với pháp môn nhĩ căn viên thông, quay lưng với đạo Niết Bàn, nên làm sinh khởi hạt giống triền không. Ngược với đạo Niết Bàn, làm sinh khởi giống triền không. Anh ta mắc kẹt trong cái không,
chìm đắm trong sự tịch lặng, không có mong muốn tiến vượt lên và cũng không mong muốn rút lui. Cái không là nhu cầu tối quan trọng trong sinh hoạt của anh ta. Anh ta trở nên bị dây bọc trong cái không. Thực ra, cái không nghĩa là xưa nay vốn không có gì, nhưng anh ta phát minh một cái không trên một cái không khác, rồi trở nên chấp dính vào chúng. Ha ha ha, 问什么的说